Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của Vietjet, bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu các bài học thuộc chủ đề 29, đường đến trường. Bài học ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu là bài số 3. Bài học số 3 có tên gọi Biển báo. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 103 để cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Trước tiên, cô mời các con quan sát hình ảnh trên màn hình hoặc các con có thể nhìn vào hình ảnh ở trong sách giáo khoa của mình. Quan sát và trả lời cho cô hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, bạn nhỏ trong tranh dừng lại để làm gì? Quan sát các con có thể thấy, bạn nhỏ đang đứng ở bên vỉa hè đường. Bên kia đường là một trường tiểu học, cạnh bạn là một cột đèn giao thông. Nhìn ở đây chúng ta biết tín hiệu giao thông đang là màu đỏ, bởi vì màu đỏ thì đang to hơn so với ba màu còn lại. Vậy chúng mình có thể suy luận được bạn nhỏ đang chờ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh để có thể đi bộ sang đường an toàn. Tiếp theo, câu hỏi số 2. Trước khi đi qua ngã tư, em phải làm gì? Các con thân mến, để đảm bảo an toàn cho bản thân, khi đi qua ngã tư, các con cần phải lưu ý, quan sát kỹ càng, thực hiện theo tín hiệu của đèn giao thông. Khi đèn giao thông báo hiệu màu xanh, thì các con được đi qua đường theo vạch sơn màu trắng đã kẻ trên mặt đường dành cho người đi bộ. Còn nếu đèn màu vàng, thì các con phải di chuyển chậm lại. Nếu đèn màu đỏ, thì các con phải dừng lại để nhường đường cho các phương tiện khác. Nếu đèn đã đỏ mà các con vẫn tiếp tục đi, rất có thể sẽ gây tai nạn, ảnh hưởng đến bản thân và những người tham gia giao thông đấy. Cô tin chắc, trên đường các con đã nhìn thấy rất nhiều biển báo. Vậy, có bao nhiêu loại biển báo giao thông? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Bài học của chúng mình có tên gọi Biển báo. Bây giờ, cô mời các con lắng nghe cô đọc bài. Khi đi đường, ta thường gặp những tấm biển báo hướng dẫn việc đi lại. Có 3 loại biển báo chính. Thứ nhất, biển báo cấm, hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen, dùng chỉ điều cấm. Số 2, biển báo nguy hiểm, hình tam giác, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen, dùng cảnh báo nguy hiểm. Số 3, biển báo chỉ dẫn, hình vuông, hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng, chỉ dẫn việc đi lại. Vậy là vừa rồi, các con đã lắng nghe cô đọc bài tập đọc này. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau giải nghĩa một số từ khó có trong bài nhé. Trước tiên, chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc một số từ khó có trong bài. Từ đầu tiên, đường. Từ thứ hai, thường. Tiếp theo, tấm biển. Hướng dẫn. Nguy hiểm. Cảnh báo. Đây là những từ khó có trong bài. Cô mời các con luyện đọc những từ khó này cùng với cô. Đường. Thường. Tấm biển, hướng dẫn, nguy hiểm, cảnh báo. Bây giờ, các con cùng cô giải nghĩa một số từ khó có trong bài. Từ đầu tiên, đó là từ hướng dẫn. Hướng dẫn là dẫn dắt, chỉ bảo, cách thức để làm một việc gì đó. Hướng dẫn là dẫn dắt, chỉ bảo để có thể thực hiện một việc gì đó theo đúng cách. Từ số 2, cảnh báo. Cảnh báo có nghĩa là báo trước để chúng ta biết được sẽ có một cái việc nguy cấp hoặc nguy hiểm nào đó sắp xảy ra. Vậy là cô đã giải nghĩa cho các con hai từ hướng dẫn và cảnh báo. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc bài tập đọc này nhé. Bài tập đọc này chúng mình sẽ chia thành 5 câu. Câu 1. Khi đi đường,
ta thường gặp những biển báo hướng dẫn việc đi lại. Câu 2. Có 3 loại biển báo chính. Câu 3. 1. Biển báo cấm. Hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen, dùng chỉ điều cấm. Câu số 4. 2. Biển báo nguy hiểm. Hình tam giác, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen, dùng cảnh báo nguy hiểm. Câu 5. 3. Biển báo chỉ dẫn. Hình vuông, hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng, chỉ dẫn việc đi lại. Các con hãy đọc lại một lần nữa từng câu của bài tập đọc này nhé. Sau khi đã luyện đọc xong, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện những nhiệm vụ học tập tiếp theo. Các con hãy dừng màn hình để thực hiện yêu cầu vừa rồi của cô. Bây giờ chúng mình cùng nhau đến với hoạt động số 1, tìm trong bài tiếng có vần yên. Các con hãy lấy bút chì, thước kẻ, tìm và gạch chân cho cô các tiếng có chứa vần yên trong bài tập đọc này. Các tiếng có chứa vần yên trong bài tập đọc đó là tiếng biển. Tiếng biển xuất hiện rất nhiều lần ở trong bài tập đọc này. Ngoài tiếng biển thì chúng ta có từ tiếp theo đó là tiếng viền. Tiếng viền cũng có chứa vần yên. Tiếng viền cũng xuất hiện rất nhiều lần trong bài tập đọc này. Đây là các tiếng chứa vần yên có trong bài. Mời các con đọc thành tiếng nhé. Biển, biển, viền, viền. Tiếp theo, chúng mình đến với hoạt động số 2, tìm ngoài bài đọc từ ngữ chứa tiếng có vần yên, uyên. Vậy bây giờ cô mời các con lấy vở nháp, tìm và gạch chân, tìm và liệt kê cho cô các từ ngữ chứa tiếng có vần yên và vần uyên. Các con có thể tham khảo các từ mà cô đưa ra sau đây. Trước tiên là các từ ngữ chứa tiếng có vần yên, cô sẽ có thịt xiên, biên giới, tiền tệ, liên quan, sợi miến, hiện tại, diễn viên, biên soạn, điền khuyết, kiên trì, biến hóa. Các tiếng có chứa vần yên đó là tiếng xiên, tiếng viên, tiếng tiền, tiếng liên, tiếng miến, tiếng hiện, tiếng diễn, tiếng viên, tiếng biên, tiếng điền, tiếng kiên, tiếng biến. Cô sẽ chọn một từ để đặt câu nhé. Cô lựa chọn từ diễn viên. Cô có câu, dì của em là một diễn viên truyền hình nổi tiếng. Tiếp theo, các từ ngữ chứa tiếng có vần uyên cô đưa ra đó là con thuyền, dây chuyền, huyền ảo, luyện chữ, xuyên suốt, quyển vở, quyên góp, truyền hình. Cô lựa chọn từ quyên góp để đặt câu. Các tiếng có vần uyên đó là thuyền, truyền, huyền, luyện, xuyên, quyển, quyên, truyền. Cô lựa chọn một từ để đặt câu. Cô lựa chọn từ quyển vở. Cô có câu. Mẹ mua cho em 2 quyển vở mới. Tương tự như thế, các con hãy suy nghĩ thêm các từ ngữ chứa tiếng có vần yên, uyên và đặt câu với các từ mà mình vừa tìm được nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, tìm hiểu nội dung của bài tập đọc biển báo. Trước khi cùng tìm hiểu nội dung của bài, cô trò chúng mình hãy cùng nhau đọc lại một lần bài tập đọc này nhé. Biển báo. Khi đi đường, ta thường gặp những tấm biển báo hướng dẫn việc đi lại. Có 3 loại biển báo chính. 1. Biển báo cấm, hình tròn. Hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen, dùng chỉ điều cấm. 2. Biển báo nguy hiểm, hình tam giác, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen, dùng cảnh báo nguy hiểm. 3.
Biển báo chỉ dẫn, hình vuông, hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ trắng, chỉ dẫn việc đi lại. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi mà sách giáo khoa đưa ra các con nhé. Câu hỏi số 1, bài đọc nêu mấy loại biển báo chính. Các con hãy nhìn vào câu văn sau. Có 3 loại biển báo chính. 1. Biển báo cấm. 2. Biển báo nguy hiểm. Và 3. Biển báo chỉ dẫn. Vậy, dựa vào những chi tiết này, chúng ta có thể biết được bài đọc đã nêu 3 loại biển báo chính. Đó là biển báo cấm, biển báo nguy hiểm và biển báo chỉ dẫn. Vậy, ta có câu trả lời như sau. Bài đọc nêu 3 loại biển báo chính. Biển báo cấm, biển báo nguy hiểm và biển báo chỉ dẫn. Các con thân mến, ở nước ta, những tấm biển báo thì chia làm 3 loại. Đó là biển báo cấm, biển báo nguy hiểm và biển báo chỉ dẫn. Bài tập đọc này cũng đã miêu tả cụ thể từng loại biển báo có những hình dạng và đặc điểm như thế nào. Tiếp theo, chúng ta sang câu số 2. Kể tên 1 đến 2 loại biển báo mà em biết. Ở đây, dựa vào đặc điểm, bạn nào có thể đoán được cho cô đây là thuộc loại biển báo nào trong 3 loại biển báo mà chúng ta vừa tìm hiểu không? Đúng rồi, có hình tròn viền đỏ nữa thì chắc chắn là biển báo cấm rồi. Hình ảnh đầu tiên, biển báo cấm ô tô tải. Biển báo này thì có hình tròn, chiếc ô tô màu đen ở bên trong và có đường thẳng gạch chéo như thế này. Nếu ở ngoài đường, các con nhìn thấy loại biển này, chúng ta sẽ hiểu rằng đoạn đường đó cấm ô tô tải. Tương tự như vậy, với biển báo này là cấm ô tô kéo móc. Biển tiếp theo là cấm máy kéo. Biển này chắc chắn chúng ta có thể đoán được ngay, đó là cấm đi xe đạp. Biển này dùng để cấm người đi bộ. Ở đây có rất nhiều các loại biển báo khác nhau đúng không? Chẳng hạn như biển báo này cô nghĩ các con cũng gặp rất thường xuyên, đó là cấm dừng và đỗ xe, hoặc cấm đỗ xe. Hay những biển báo như cấm rẽ trái, cấm rẽ phải, cấm quay xe đều là những biển báo các con có thể gặp ở ngoài đường rất nhiều, nhưng các con chưa biết ý nghĩa của nó. Vậy, các con hãy tìm hiểu các biển báo giao thông và ý nghĩa của các biển báo này và nói cho bạn của mình biết nhé. Trong phần tập viết ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tô chữ hoa ơ, viết câu ứng dụng. Ở gần ngã tư có biển báo giao thông. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các con cách viết chữ ơ hoa. Trước tiên, các con quan sát cho cô chữ ơ hoa trên màn hình. Chữ ơ hoa có chiều cao là 2 ô ly rưỡi, rộng 2 ô và được cấu tạo bởi 2 nét. Cô mời các con cùng quan sát quy trình viết chữ ơ hoa nhé. Bây giờ cô mời các con giơ ngón trỏ ra. Các con viết chữ ơ hoa trên không trung cho cô nào. Sau đó các con sẽ viết cho cô câu ứng dụng. Ở gần ngã tư có biển báo giao thông. Lưu ý, viết hoa chữ ơ đứng ở đầu câu, cuối câu có dấu chấm. Và nhớ là lùi vào một ô trước khi viết các con nhé. Bây giờ các con hãy dừng màn hình để thực hiện nhiệm vụ mà cô đưa ra. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang phần nghe viết. Trong phần nghe viết này, chúng ta sẽ viết đoạn văn sau. Tiếp theo, cô trò chúng mình chuyển sang phần nghe viết. Trong phần nghe viết, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau viết đoạn văn sau. Mời các con cùng cô đọc đoạn văn này nhé. Biển báo giao thông được dùng để hướng dẫn việc đi lại. Có 3 loại biển báo chính là biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn. Bây giờ chúng mình cùng nhau luyện đọc và viết một số từ khó. Từ đầu tiên, giao thông. Từ số 2, dùng. Từ số 3, hướng dẫn.
Từ cuối cùng, nguy hiểm. Mời các con cùng cô đọc những từ này. Giao thông. Dùng. Hướng dẫn. Nguy hiểm. Bây giờ, các con, chúng mình hãy lấy vở nháp và luyện viết cho cô những từ này vào trong nháp nhé. Các con đã viết xong những từ này chưa? Nếu đã viết xong rồi, mời các con cầm bút lên, lấy vở tập viết ra và chúng mình cùng nghe cô đọc và các con sẽ viết. Các con nhớ, lùi vào một ô so với lề rồi mới viết. Viết hoa con chữ bờ bởi vì nó đứng ở đầu câu. Viết hoa con chữ cờ bởi vì nó đứng sau dấu chấm. Mời các con cùng viết bài. Biển báo. Biển báo. Biển báo. Biển báo. Biển báo. Giao thông. Giao thông. Giao thông. Giao thông. Được dùng. Được dùng. Được dùng. Để hướng dẫn. Để hướng dẫn. Để hướng dẫn. Để hướng dẫn. Việc đi lại. Việc đi lại. Việc đi lại. Việc đi lại. Chấm. Có ba loại. Chấm. Có ba loại. Có ba loại. Biển báo chính. Biển báo chính. Biển báo chính. Biển báo chính. Là. 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 Biển báo cấm. Biển báo cấm. Biển báo cấm. Biển báo cấm. Phẩy. Biển báo nguy hiểm. 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 Phẩy. Biển báo chỉ dẫn. 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 Chấm. Bây giờ cô sẽ đọc lại để các con soát. Lùi vào một ô so với lề, viết hoa con chữ bờ. Biển báo. Giao thông. Được dùng để hướng dẫn việc đi lại. Chấm. Có ba loại biển báo chính. Là biển báo cấm. Phẩy. Biển báo nguy hiểm. Phẩy. Biển báo chỉ dẫn. Chấm. Các con hãy soát lỗi và chỉnh sửa nếu có lỗi sai các con nhé. Tiếp theo, chúng mình cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 3. Thay hình ngôi sao bằng chữ chờ hoặc chữ chờ. Hình ảnh đầu tiên là trạm xe buýt. Hình ảnh số 2 là rào chắn ở đường. Hình ảnh số 3 là những chiếc đèn trang trí vô cùng đáng yêu. Vậy, các con hãy lấy bút chì và hoàn thành bài tập này. Sau đó cô chờ chúng mình sẽ sau đó thì chúng mình sẽ cùng nhau chữa bài các con nhé. Trong bức tranh đầu tiên, chúng ta sẽ lựa chọn âm chờ, trạm xe buýt.
Hình ảnh số 2, chúng ta sẽ chọn âm trờ nhẹ và có từ rào chắn. Hình ảnh số 3, chúng ta sẽ có cụm từ đèn trang trí. Cô chọn âm trờ nặng. Những bạn nào có kết quả giống với kết quả trên màn hình của cô thì chúc mừng các con. Các con đã có một kết quả chính xác rồi đấy. Bạn nào chúng mình làm còn thiếu hoặc chưa chính xác, không sao cả, hãy chữa bài vào các con nhé. Tiếp theo, ta sang bài 4. Thay hình chiếc lá bằng dấu hỏi hoặc dấu ngã. Hình ảnh đầu tiên, cô giáo, các bạn học sinh đang đứng ở trường học. Và điều đặc biệt các con nhìn này, phía xa xa kia chính là biển và những chiếc tàu. Các con ạ, đây là những trường học ở trên đảo xa đấy. Hình ảnh tiếp theo là ngã tư đường phố, mọi người đang qua lại tấp nập. Hình ảnh cuối cùng là những bạn học sinh đang đến trường bằng chiếc thuyền. Và các con ạ, các bạn ấy tới trường vào mùa lũ nên phải đi bằng thuyền. Tiếp theo, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau hoàn thành bài tập này. Đầu tiên sẽ là trường học trên đảo. Chúng ta lựa chọn dấu hỏi. Ngã tư đường phố. Chúng ta lựa chọn dấu ngã. Tới trường mùa lũ. Chúng ta cũng lựa chọn dấu ngã. Những bạn nào các con còn nhầm lẫn giữa dấu hỏi và dấu ngã thì các con cần phải lưu ý về bài tập này. Và sau khi điền xong thì các con hãy luyện đọc những từ này thành tiếng nhé. Hoạt động tiếp theo. Những người trong bức tranh đang làm gì? Quan sát bức tranh này, các con có thể thấy mọi người thì đang tham gia giao thông, đều đang dừng lại trước vạch sơn màu trắng. Có lẽ là mọi người đang dừng đèn đỏ. Chú cảnh sát giao thông thì đang dắt tay bà cụ và một em nhỏ đi sang đường. Các con quan sát kỹ có thể thấy chú cảnh sát đang dẫn bà cụ và em nhỏ đi trên những vạch sơn màu trắng. Đây chính là phần đường sẽ dành cho người đi bộ sang đường các con ạ. Còn ở phía này là một chú công an đang đứng ở trên một chiếc bùng binh dưới một cái ô. Chắc hẳn chú công an đứng đây để làm nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện giao thông. Nhiệm vụ cuối cùng, viết vào vở nội dung em vừa nói. Ở đây, các con hãy viết lại nội dung mà chúng mình vừa nói. Với bài tập này, với nhiệm vụ này, cô viết lại những điều mà cô vừa nói với các con ở hoạt động phía trước. Tương tự như cô, các con hãy viết vào vở ô ly của mình những nội dung mà các con vừa nói nhé. Hoạt động cuối cùng, chơi trò chơi, em tập làm chú công an giao thông. Các con hãy chơi trò chơi này cùng với các bạn của mình các con nhé. Hoạt động trò chơi, em tập làm chú công an giao thông cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay tại đây rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.